mọi người ơi, hôm nay khỏe không? Hôm nay Tâm sẽ chia sẻ với mọi người về cái cách mà massage mặt để làm trẻ hóa gương mặt. Tại vì là Tâm đã làm cái việc này khá là lâu rồi, cũng đã thực hiện và trải nghiệm trên gương mặt của mình và cảm thấy cũng khá là hiệu quả. Nên hôm nay quyết định là sẽ chia sẻ bí quyết này với mọi người. Thay vì là mình cứ ngồi suy nghĩ hoặc là suốt ngày soi mặt mình ở trên gương là tại sao mặt mình to thế, rồi mặt da của mình xấu thế, nếp nhăn nhiều như vậy, thì tại sao bạn không bắt đầu ngay từ bây giờ để mình làm những cái việc làm rất là đơn giản thôi. Và hãy hướng cái sự tích cực đấy vào bên trong mình. Trong khi mà mình làm thì mình đừng có quá lo lắng, đừng có mãi suy nghĩ hoặc là nghĩ là mặt mình xấu thế, nếp nhăn nhiều thế, mà hãy nghĩ rằng mình đang làm để giúp cho gương mặt của mình sẽ trở nên thay đổi mỗi ngày. Thì việc đầu tiên là đối với vùng mắt, bạn sẽ dùng ngón tay ở giữa và ngón tay áp út, mình sẽ kéo cái phần đuôi mắt của mình lên như thế này. Sau đó dùng ngón tay trỏ này, mình sẽ nhấn từ ngoài vào trong, nhấn đến phần hốc mắt. Cứ như vậy. Mình có thể làm mỗi bên 5 lần, 10 lần. Và trong lúc mình làm thì mình nghĩ đến những cái chuyện tích cực nhất. Đừng có mãi lo lắng là nghĩ là đến những cái chuyện khác bên ngoài, những cái chuyện không cần thiết. Mà khi mình làm, mình hãy tập trung vào nó. Hãy nghĩ rằng một ngày nếp nhăn của mình sẽ tan biến, đôi mắt của mình sẽ sáng hơn, khỏe hơn, tươi tắn hơn. Sau đó tiếp tục là cái vùng trán của mình. Mình sẽ dùng cái ngón tay của mình massage nhẹ ra bên ngoài. Massage cái chân mày của mình. Tất cả là theo cái chiều hướng là đi ra ngoài. Đơn giản thôi mọi người. Mình cứ làm như thế này hàng ngày. Khi mà mình ngủ dậy mình rửa mặt này, sau đó mình sẽ đứng trước gương và mình làm. Trước khi đi ngủ cũng vậy, mình rửa mặt sạch, sau đó mình đứng trước gương mình làm. Làm xong thì mình sẽ bôi kem dưỡng da. Tiếp theo đó là sẽ dùng hai ngón tay cái mình đặt ở dưới cằm này, đặt cố định. Các ngón tay còn lại mình sẽ đặt ở trên gương mặt của mình theo chiều hướng đi lên, và sẽ dùng các ngón tay này để nhấn 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 đến phần quai hàm này, nhấn ra bên ngoài. Động tác này sẽ rất là tốt, nó sẽ giúp cho gương mặt của mình thon gọn, sẽ làm bớt sưng phù nề, bởi vì ở đây có những cái huyệt bạch huyết, nó sẽ làm giảm sưng. Mình cũng đã thử rồi, sau khi ngủ dậy thường gương mặt của mình bị sưng ấy, và mình làm như thế này một lúc sau mình thấy rất là nhẹ nhàng và thanh thoát. Có thể làm như thế này. Sau đó mình dùng hai ngón tay cái nhấn vào hai cái hốc ở đằng sau tai của mình. Nhấn vào đây và giữ khoảng 3 giây. 1, 2, 3, bật ra. Tiếp tục. 3, 2, 1. 1, 2, 3. Cứ như vậy ha. Rồi phần hai khóe môi của mình cũng như thế. Mình kéo lên. Nhìn trông buồn cười ha, nhưng mà không sao hết. Rồi sau đó tiếp nữa là dùng bàn tay của mình áp vào gương mặt của mình như thế này, nhấn chặt vào giữ 3 giây. Bật ra. Tiếp tục. Tiếp theo nữa là ở hai bên cổ này của mình. Hai bên cổ này là hai cái dọc bên cổ này, là cũng có những cái huyệt, nó sẽ giúp giảm sưng cho gương mặt, làm thon gọn mặt. Mình sẽ kéo dọc xuống. Như vậy. Tiếp tục ở phần hốc, ở hai cái xương quai xanh này của mình cũng thế. Nhấn vào đây rồi bật ra.
Mỗi ngày mình cứ làm như vậy với một cái suy nghĩ tích cực và không lo lắng căng thẳng gì cả, và cũng không mải suy nghĩ đến những chuyện xung quanh bên ngoài, thì những cái nguồn năng lượng tích cực nó sẽ đi vào bên trong, cũng như là cái việc mà mình tác động từ bên ngoài nó sẽ giúp cho sự thay đổi mỗi ngày rõ rệt hơn. Và mình cảm nhận đó, những cái sự thay đổi để biến chuyển rất là rõ đối với cơ thể của mình, nên hôm nay mình quyết định chia sẻ với mọi người. Ngoài ra cái việc mà mình massage cho gương mặt thì mình cũng phải lưu ý là mình cũng nên dành thời gian để tập luyện sức khỏe. Từ ngày mà mình tập yoga đến giờ, mình cảm thấy cái sự thay đổi trong người của mình khá là nhiều, từ về thể chất lẫn tinh thần cho đến làn da. Mình thấy da của mình rất là khỏe, mịn và căng nữa. Bởi vì trong quá trình mình tập luyện thì nó sẽ thải được các cái chất độc ra bên ngoài, bởi vì nó sẽ tiêu hao những cái nguồn năng lượng xấu đi, sẽ không còn tích tụ những cái nguồn năng lượng xấu ở bên trong mình nữa. Đồng thời là mình sẽ thoát được ra một cái lượng mồ hôi khá là lớn, thì chất độc sẽ được đi ra bên ngoài, được thải ra bên ngoài bằng cái đường những cái tuyến mồ hôi của mình. Ngoài việc tập luyện thì mình còn phải lưu ý đến cái chế độ ăn uống nữa. Mình cũng nên bổ sung cho cơ thể của mình những cái rau quả tươi xanh, những cái thức ăn sạch. Mình sẽ loại bỏ bớt những cái phần thức ăn chứa động vật đi, thịt cá sẽ bỏ dần. Nói chung mình cũng vẫn ăn để bổ sung, để có năng lượng, nhưng mà không phải là ăn hàng ngày và thường xuyên. Thì sau một thời gian dài áp dụng, mình cảm thấy rất là hiệu quả. Ngày xưa có một dạo mình thấy mọi người ấy, cứ mải mê uống saffron rồi như một phong trào. Không biết bây giờ còn ai uống không? Mình thì vẫn uống nhất là trong những cái mùa dịch như thế này, thì mình nghĩ là những cái thực phẩm và những cái thức uống gì mà tốt cho cơ thể thì mình cứ, nếu có điều kiện thì mình cứ uống thôi, hoặc mình cứ ăn bổ sung thôi. Mình may mắn là có chị bạn, lần nào chị ở Úc về chị cũng cho mình, cho nên là mình không phải mua. Nếu mà ai mà muốn mua thì có thể liên hệ với chị Đông Đào ở trên Facebook của mình ấy. Chị bán tất cả các cái loại thực phẩm sạch và các cái loại thực phẩm chức năng của Úc. Mọi người có thể, nếu mà ai mà thích những cái phương pháp như của mình ấy, thì mọi người có thể làm theo, và phải làm với một cái tinh thần, một cái nguồn năng lượng tốt và không tiêu cực. Đồng thời đừng có lo lắng quá, đừng có mải mê suy nghĩ nhiều quá đến những cái vấn đề bên ngoài, mà hãy tập trung từ bên trong và hãy hành động ngay. Mình tin chắc rằng là nếu như có sự yêu thương của bản thân mình, có sự nâng niu và chăm sóc bản thân mình từ trong ra bên ngoài, mình tin chắc rằng mọi người sẽ cảm nhận được sự thay đổi sẽ diễn ra trên từ bên trong lẫn bên ngoài, và biểu hiện rõ rệt nhất là ở trên gương mặt của bạn. Hy vọng là cái video clip này sẽ mang lại một cái gì đó tích cực, cũng như là những cái mà điều mà mình mong muốn gửi gắm đến tất cả mọi người, để ai cũng khỏe và đẹp. Nhất là trong những cái ngày mà dịch như thế này thì chúng ta sẽ có rất là nhiều thời gian, thì hãy tận dụng để chăm sóc bản thân mình nhiều hơn nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và đã ủng hộ Tâm trong suốt thời gian qua. Xin cảm ơn rất là nhiều. Bye bye.